À, hoan hỉ chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra thì đều mang trong mình một cái vận mệnh, một cái tương lai đã được định sẵn sẽ khác nhau. À, có người sinh ra từ cái chỗ vất vả nghèo đói, đến một cái giai đoạn cuộc đời thì bỗng nhiên trở nên sung sướng giàu có đủ đầy, mọi sự như ý mười phân vẹn mười, khiến cho người đời phải thầm ghen tị và đố kỵ. Ngày giờ sinh, cha mẹ của chúng ta không thể tự lựa chọn cho mình được nhưng mà cái phúc đức mỏng hay dày có thể là do mình tạo ra đó chỉ cần sống đúng với cái lương tâm nói điều hay làm những việc tốt thì cái tài phúc sẽ tự động tìm đến cuộc sống hậu vận không những là hạnh phúc viên mãn mà còn an yên khiến cho ai cũng phải ngưỡng mộ thưa quý vị à, những người tuổi quý sửu sinh năm 1973 năm mạng trong cái năm 2024 nó giáp thìn thì cũng gặp khá nhiều cái khó khăn trở ngại do cục diện tương phá thái tuế nó gây ra đây cũng là một cái năm mà gặp nhiều cái biến động không được thuận lợi may mắn cho lắm. Nhưng mà bước sang cái năm 2025 năm Ất Tỵ thì cái vận trình của những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 năm mạng trong cái năm 2000 Ất Tỵ thì cũng sẽ có được những cái may mắn đổi thay và có được những cái sự giàu sang phú quý nhất định. À, như quý vị đã biết ấy, thì những người tuổi à, Quý Sửu sinh năm 1973 là những người đối nhân xử thế khá là khôn ngoan, lại thảo tâm, tốt bụng, nên là cũng sẽ thu phục được lòng người nhẹ nhàng trên các con đường thăng tiến. Đặc biệt, cái năm 2025 năm bất tị thì, thì những người tuổi quý sửu nam mạng cũng được cái song lộc phúc tinh nó soi chiếu, cái vận trình được hanh thông thuận lợi, công thành danh toại. À, có được cái điều đó chính là nhờ cái phúc đức mà những người này đã tích cóp trong cuộc sống của mình. Vậy nên à, nếu mà tiến chủ quý sửu đang hữu duyên xem được cái chương trình ngày hôm nay thì hãy nắm bắt lấy cái cơ hội để đổi vận đổi đời, giàu có, viên mãn hành thông trong cái năm 2025 năm mất tỵ nhé. Và để biết vận trình cụ thể của mình sẽ ra sao, các hung thế nào, à xin mời quý vị cùng theo dõi hết chương trình ngày hôm nay. À, quý vị thân mến, quý vị đã biết những người tuổi quý sửu là những người có năm sinh là 1973, có thiên can là quý, đúng không? Địa chi là sửu, người này có lá số là âm nam, có ngũ hành nạp âm là tăng đố mộc, đó những người tuổi quý sửu 1973 năm mạng có cung mệnh là cung ly thuộc hỏa được gọi là lan ngoại chi ngưu có nghĩa là châu ngoài chuồng có xương con trâu tướng tinh con cua biển đúng không ạ con nhà thanh đế quan lộc tân khổ à, thưa quý vị à, xét về lá số tử vi của những người tuổi quý sửu sinh năm 1973 thì chúng ta thấy cuộc sống của những người năm mệnh tuổi quý sửu ngay từ khi còn nhỏ đã gặp nhiều khó khăn trở ngại và gian khổ chính vì vậy nên họ sẽ sớm có ý thức xây dựng cái ước mơ của mình và những cái hoài bão của chính bản thân mình. À, tuy đi lên từ hai bàn tay trắng nhưng mà nam mệnh tuổi quý sửu ấy cũng sẽ gặt hái được không ít cái thành công để ổn định cái sự nghiệp của mình một cách vững chắc hơn. Và đặc biệt cái năm 2025 nó bắt tị tới đây thì có những cái may mắn nào sẽ đến với những người tuổi à, quý sửu tất cả sẽ được tiết lộ ngay sau đây. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái mối quan hệ địa chi thì những người tuổi quý sửu ấy có cái địa chi là sửu đúng không ạ? xíu thố gặp tị hỏa thứ nhất là được cục diện tam hợp quý nhân nó tương trợ giúp đỡ năm 2025 năm ất tỵ thì được cục diện tam hợp tị dậu xỉu với thái tuế vậy nên đây là cái cục diện lý tưởng cho những ai mà đang nỗ lực để để gì tìm kiếm cái cơ hội làm ăn lớn trong năm dấu hiệu thăng quan tiến chức cũng khá là rõ ràng tiền bạc thì ngày một sinh sôi nảy nở bên cạnh đó cái cục diện tam hợp quý nhân nó trợ giúp thì đây là cũng là cái cơ hội để quý vị mở rộng các mối quan hệ làm ăn mở rộng các mối quan hệ kinh doanh đúng không À, trong năm thì dễ được quý nhân tương trợ giúp đỡ và giúp quý vị có một năm bình yên may mắn tài lộc dồi dào bên cạnh đó à, đây là một cái năm mà được thái tuế sinh cho đấy vậy nên là gì những người tuổi quý sửu sinh năm 1913 năm Hạng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để được thái tuế tương trợ giúp đỡ giúp cho vận trình năm được hanh thông thuận lợi à, quý vị đã biết thái tuế là tối đẳng tượng thần là cái vị thần sát lớn nhất trong năm và những người mà được thái tuế tương trợ thì sẽ được may mắn cắt lợi nhất định trong cuộc sống cũng như trong công việc vì vậy quý vị hãy nhớ nhé luôn mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để được thái tuế tương trợ giúp đỡ giúp gia tăng cái may mắn tài lộc trong à, cái năm 2025 năm bất tỵ đối với những người tuổi người tuổi quý sửu 1973 năm ạ à, thưa quý vị à, chúng ta sẽ về thiên can nhé về thiên can để chúng ta có thiên can quý đúng không ạ à, quý mà gặp ất thì nó là gì nó là thực thần nó là thực thần đó Nói chung ấy, được thực thần tương trợ giúp đỡ nên con đường làm giàu của những người tuổi quý sửu năm mệnh sẽ trở nên cực kỳ là hanh thông thuận lợi trong cái năm 2025 năm Ất Tỵ. À, quý vị đã biết tận dụng cái điểm mạnh của mình để cạnh tranh với đối thủ. Nhờ vậy mà dù không phải bỏ ra quá nhiều công sức cũng vẫn giành được những cái lợi thế nhất định kiếm tiền về đầy túi, tình đầy tim. Đặc biệt cái thực thần hỗ trợ nó cũng sẽ giúp cho những người kinh doanh buôn bán hoặc là những người lao động tự do ấy thì sẽ gặp may mắn đầy mình Đấy, tiền bạc thì nó cứ ôn ùn kéo đến, vận may bất ngờ nó ập đến bất cứ lúc nào. Vì vậy, quý vị hãy hoan hỉ mà mở lòng mình ra, chuẩn bị đón nhận những cái may mắn tiền bạc nhé, đến với mình. À, bên cạnh đó, xét về cái năm 2025, năm bất tị, thì chúng ta biết là cái địa chi tị này, này nó ẩn tàng ba thiên can là bính, mậu và canh. À, chúng ta có quý mà gặp bính thì nó là gì? Nó là chính tài. Quý gặp mậu là chính quan và quý gặp canh thì nó là chính ấn. Như vậy là gì? Trong cái thiên can ẩn tàng vẫn chứa rất nhiều cái cát tinh, chứa ba cái cắt tinh vậy thì chúng ta cùng xét xem ba cắt tinh này nó mang mang lại cái may mắn tài lộc như thế nào đối với những gia chủ tuổi quý sửu 1973 nam mạng nhé à, quý vị thân mến thì đầu tiên chúng ta cùng xét về quý gặp bính thì nó là chính tài thì trong năm 2025 năm bất tỵ thì được chính tài trong cái thiên can ẩn tàng và hỗ trợ với những người làm kinh tế thì được chính tài phù trợ nên là trong năm sẽ gặp nhiều cái mối làm ăn tốt buôn bán thì thu lời lãi vượt ngoài cái dự kiến hơn nữa À, các bạn còn là những người mà có mối quan hệ rộng rãi, làm ăn giữa chữ tín nên là cái số lượng khách hàng tin tưởng cũng ngày một càng đông. À, các bạn có thể kiếm được một khoản cố định không cần phải quá lo lắng đến cái sự cạnh tranh từ đối thủ. Bên cạnh đó, chúng ta có quý mà gặp mậu thì nó là chính quan. Đấy, cái chính quan xuất hiện trong la số tử vi của những người tuổi quý Sửu 1973 nam mạng ấy thì nó cũng sẽ giúp cho những người làm lãnh đạo đưa ra được những quyết sách đúng đắn giúp cho tập thể phát triển ổn định và nhanh chóng hơn xưa. Những cái thành tích gặt hái được sẽ giúp cho tập thể thu lại không ít cái lợi nhuận. À, các bạn cũng không những làm giàu cho bản thân mà còn làm giàu cho những người tin tưởng đi theo mình nữa. Vì vậy à, trong thời gian này cái chính quan nó cũng sẽ giúp cho quý vị gì củng cố cái địa vị, củng cố cái quyền lực của mình và cũng sẽ có nhiều cái cơ hội được thăng quan tiến chức là cái điều dễ hiểu. Đó. Thêm nữa chúng ta có quý mà gặp canh thì nó là chính ấn, đã chính ấn lại được chính ấn nước tương trợ giúp đỡ nó khiến cho cái việc gì những người tuổi à, tuổi nhiều quý quý sửu ấy bắt tay vào làm việc cũng trở nên thuận lợi hơn thì đây cũng là cái lúc để quý vị giữ cho mình một cái tinh thần cởi mở khi mà tinh thần quý vị tốt thì dường như mọi thứ nó diễn ra cũng đều được thuận lợi hanh thông vì vậy à, cái chính ấn này nó cũng sẽ cùng giúp quý vị là gì củng cố cái địa vị và nâng cao cái uy tín của quý vị bên cạnh đó nó cũng sẽ mang lại những cái thuận lợi may mắn nhất định trên con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi quý sửu 1973 năm ạ. Vậy nên À, trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn do cái cắt tinh nó mang lại như được cái thực thần cái chính tài chính quan và chính ấn thì những người tuổi quý sửu 1973 nam mạng quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tâm hợp quý nhân tị dậu sửu để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị hãy cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 chín để thỉnh cái vòng tâm hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi quý sửu 1973 nam mạng À, thưa quý vị, nói chung ấy, cái năm 2025 năm bất tỵ là một cái năm khá là may mắn thành công đối với những người tuổi quý sửu 1973. Hơn nữa, khi mang theo vòng quý nhân ấy thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, giúp hóa giải những xung khắc thị phi tiểu nhân hãm hại. À, bên cạnh đó, nó cũng sẽ giúp gia tăng cái tình cảm vợ chồng, vậy? tăng cường cái vận nhân duyên. Từ đó sẽ giúp cho gia đình hạnh phúc và tiền bạc tài lộc nó cũng sẽ ùn ùn kéo đến đối với những người tuổi quý sửu 1973 năm ạ. À, quý vị thân mến thì bên cạnh cái cắt tinh này thì xét về cái sao chiếu mệnh thì trong năm 2025 nó mất tỵ những người tuổi ý, à, quý sửu 1973 là 53 tuổi ở à, cái tuổi năm 3 quý vị gặp cái sao hạn là cái sao thái âm gặp hạn năm là cái hạn diêm vương năm nay thì quý vị bị phạm vào kim lân lục xúc không bị phạm hoang ốc cũng không bị phạm tam tai như vậy là gì à, trong năm vẫn bị phạm kim lâu nhé đâm ra là quý vị nếu mà có ý định xây nhà động thổ thì cũng nên mượn tuổi để được may mắn hơn nhé à, thưa quý vị thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cát tinh về cái sao thái âm À, cái thê âm này nó là một cái cáp tinh đấy, đây là một cái 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 sao mà sao tốt, nó hóa khí là phú quý và tài bạch, chủ về cung tiền trạch, cái tiền tài của cái sao thê âm nó có được là do sự tích lũy dần một đời, tiền bạc thì ổn định, không lo túng thiếu, cái sao thê âm nó thuộc hành thủy là tinh túy của nước, nói chung ấy, à, nữ à, nam mệnh mà gặp được cái sao thê âm chiếu bệnh thì nó cũng sẽ tốt đấy, được quý nhân nữ tương trợ giúp đỡ đấy, đặc biệt về mặt tiền bạc và tài lộc, à, thế nên cái sau thế âm nó còn được gọi là gì là cái tài tinh nói chung trong năm 2025 năm ất thì những người tuổi quý sửu nam hạ cũng được cát tinh nó chiếu mệnh làm ăn thì phát đạt mọi chuyện thì hanh thông Đấy, đặc biệt nó hanh thông nhất vào cái tháng 9 và cái tháng 11 âm lịch thì đây là hai cái tháng mà quý vị sẽ thâu thu cái tài lộc may mắn cho mình nhé bên cạnh đó xét về cái hạn năm thì những người tuổi quý sửu 1973 gặp cái hạn năm là cái hạn diêm vương cái hạn diêm vương các cụ nói là gì Diêm Vương rất kỵ đàn bà rồi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Diêm Vương thưa kiện kỵ ngay, phải phòng mà giữ động giải văn thư. Nói chung ấy, cái hạn Diêm Vương là cái hạn bất lợi nhất đấy đối với nam giới và nữ giới. À, tuy nhiên à, những người tuổi quý sửu nam mạng cũng cần phải hết sức thận trọng à, trong cái việc liên quan đến giấy tờ ký cá pháp luật đó kéo lại rước à, họa vào thân. Thì ngoài ra à, những người tuổi quý sửu nam mạng thì dễ bị đau yếu khi mà gặp cái hạn này. Nếu mà không chữa trị ngay thì cũng sẽ gặp những cái nguy hiểm và rất lâu mới có thể là khỏi bệnh được. Vì vậy để hóa giải cái hạn năm là cái hạn diêm vương và tăng cường cái cắt tinh do cái sao thái âm chiếu mệnh thì những người tuổi quý sửu sinh năm 1973 nam mạng quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là minh quang pháp bảo minh quang pháp bảo là một cái pháp khí phong thủy của nhà phật nó được làm bằng bạc trên sáu cạnh của nó đúng không thì có chứa lục tự đại minh chú của nhà phật mặt trước mà sau có hình hình bông hoa sen và ở giữa nó có một cái viên cầu pha lê đó khi trong viên cầu pha lê này có chứa chú bát nhã tâm kinh thì đây là một cái thần chú giúp chúng ta tịnh tâm an nhiên giúp khai sáng trí tuệ à, vậy nên là gì khi mang theo bên mình thì nó là một cái pháp khí phong thủy nhà Phật nó cũng sẽ giúp cho chúng ta tịnh tâm an nhiên tăng cường sức khỏe tăng cường may mắn và tăng cường cái tài lộc bên cạnh đó đây là cái vật phẩm nó cũng sẽ giúp hóa giải những cái vận hạn và những cái sao xấu như là cái hạn huỳnh tuyền hạn địa võng hạn thiên la vân vân À, nó cũng sẽ giúp cho quý vị hóa giải những cái sao hạn như là sao la hầu, sao kế đô, sao thái bạch, đúng không ạ, sao thổ tú, hung tinh à, giúp cho quý vị có một năm bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. Cái minh quang pháp bảo này cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh ghế à, minh quang pháp bảo mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi quý sửu 1973 nam mạng nhé. À, thưa quý vị, nói chung ấy cái năm 2025 năm mất tỵ thì ngoài cái hệ thống sao hạn ở ra thì năm nay những người tuổi quý sửu sinh năm 1973 Nam mệnh thì cũng được cái lưu niên đế vượng nó ủng hộ nhiệt tình kết hợp với cái quý nhân tương trợ giúp đỡ vậy nên là gì như cái gọi là gì hổ mọc thêm cánh cái vận khí khá là hanh thông thuận lợi giúp cho những người tuổi quý sửu nam mạng liên tiếp gặp được những cái may mắn trong công việc dù quá trình tiến hành vẫn có đôi chút vất vất vả khó khăn và trở lực nhưng nhờ có sự quý nhân phù trợ bản mệnh lại năng động sâu sáo. nên là cái kết quả thu về cũng khá là lý tưởng tuy nhiên trong năm thì có hung tinh bạch hổ nó xuất hiện à, năm mệnh dễ vướng phải cái họa huyết quang vì vậy mà quý vị cần phải cực kỳ là quan tâm đến cái phương diện sức khỏe của mình hãy luôn cẩn thận khi mà tham gia giao thông hoặc là gì khi lao động chân tay để tránh những cái sự cố không đáng có nó xảy ra thì ngoài ra còn chịu nhiều cái sự chèn ép của cái lưu niên à, của cái hung tinh phục binh ấy nên là cái hung 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 điên năm nay nó cũng có dấu hiệu là uh, xấu đúng không ạ dẫn đến tình trạng là phá tài uh, bản mệnh cũng cần phải lưu ý đề phòng quản lý tốt tiền bạc cá nhân của mình tránh bị cướp bóc mất trộm uh, khi ra ngoài thì nên mang theo ít đồ đạc đơn giản để tránh những cái tình trạng cướp giật nó xảy ra do cái lưu niên bạch hổ nó mang lại À thưa quý vị, như vậy là gì? Từ cái mối thiên can địa chi âm dương ngũ hành và cái hệ thống sao chiếu mệnh thì chúng ta thấy rằng là gì? Năm 2025 năm bất tị là một cái năm mà có nhiều cái cát tinh và là một cái năm mà có nhiều cái 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 cơ hội đối với những người tuổi quý sửu sinh năm 1973. Ở cái độ tuổi năm ba thì quý vị cũng đã gì đạt được những cái thành tựu nhất định trên cái con đường sự nghiệp của cuộc đời mình. À, trong cái năm này thì quý vị gặp được cái thiên thời, địa lợi, gặp được nhiều cái sao tốt chiếu mệnh nên là cũng sẽ gặp được cái sự cắt lành và may mắn trên mọi phương diện của cuộc sống đó thì sẽ ngày càng được thăng hoa rực rỡ hứa hẹn cái chức vụ được nâng cao củng cố cái địa vị xã hội cái việc mở rộng quy mô làm ăn thì cũng thu về những kết quả khá là khả quan tốt lành à, bên cạnh đó thì dù hơi vất vả một chút hơi hao tốn nhiều công sức và tiền của một chút dù sao ấy, thì trong thời gian này cũng sẽ chỉ gặp được nhiều cái may mắn À, trong năm 2025 năm bất tỵ thì dù là những người làm công ăn lương hay là những người làm chủ thì đều cũng hài lòng với những cái thành công mà mình đạt được tài khí trong năm nó khá là vượng bản mệnh có cái nguồn thu nói chung là khá ổn định chi tiêu thì không phải lo nghĩ Đó. ít khi phải lo toan về cái phương diện này những người làm kinh doanh buôn bán thì cũng gặp cái năm tốt lại càng phát đạt có thể cất nhắc đến cái chuyện mở rộng thêm cái quy mô làm ăn của mình nhưng mà trong năm nay thì sức khỏe của quý vị có nhiều cái dấu hiệu bất ổn chủ yếu là vẫn do là lao lực quá mà nó thành cần phải chú ý nghỉ ngơi tĩnh dưỡng càng nhiều càng tốt thì ngoài ra trong năm ấy thì những người tuổi quý sửu năm mệnh cần phải chú ý đến cái chuyện ăn uống để phòng bị ngộ độc và quý vị cũng cần phải có một cái kế hoạch luyện tập thể dục thể thao đều đặn đấy để gì tăng cường cái sức khỏe cho mình nhé à, quý vị thân mến à, tiếp theo chương trình thì tử thông cũng sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái vận trình chi tiết của những người tuổi quý sửu 1973 năm mạng trong từng tháng từ tháng 1 đến tháng 12 lịch xem là tháng là tốt tháng nào xấu tháng nào quý vị có cơ hội trúng số đồng đắc trúng số đời đời tháng nào quý vị cần phải lưu ý đề phòng những cái hiểm họa những cái đại nạn nó xảy đến à, ngay sau đây tử thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi à, thưa quý vị thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái vận mệnh của những người từ quý sửu 1973 nam mạng trong cái tháng riêng âm lịch là tháng mậu dần tháng đầu tiên của năm 2025 năm bất tỵ thì những người tuổi quý sửu nam mệnh trong tháng này thì nhờ được lưu niên lâm quan nó tương trợ nó giúp đỡ mà những người tuổi 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 quý sửu ấy có nhiều cái cơ hội để bản thân được thăng tiến đón đầu cái thành công nhưng bên cạnh đó thì vẫn sẽ phải bỏ ra khá nhiều công sức thì mới nắm bắt được cái cơ hội tốt một khi mà tạo được cái nền tảng vững chắc rồi ấy, thì không còn khó khăn nào có thể ngăn cản được quý vị nữa nói chung trong tháng riêng này thì lại càng may mắn hơn khi nhận được cái cát khí từ cái cặp sao là phúc đức đúng không ạ phúc đức và cái thiên đức nên là gì nó khiến cho gia đạo được yên ấm vợ chồng thì đồng lòng à, là tấm gương cho con cháu noi theo à, những người tuổi năm mệnh tuổi quý sửu ấy và bạn đời biết cách nuôi dạy chỉ bảo con cháu nên là gia đình rất là mẫu mực không có điều gì phải phải lo lắng cả à, những người tuổi uh, quý sửu năm mạng là những người hiền lành ít thổ lộ tình cảm vì vậy à, quý vị hãy dành thêm cái thời gian để chăm lo cho những người thân yêu của mình nhé Bên cạnh đó trong tháng này vẫn còn liên quan phủ và Đà La Vậy nên quý vị cũng cần phải chú ý trong cái chuyện là uh, giấy tờ, ký kết giấy tờ Hoặc là gì? Tránh những cái chuyện thị phi tái nó xảy ra Để gì? Mang lại cái may mắn cho mình nhá Tránh cái chuyện kiện tụng và công đường do cái quan phủ nó mang lại Tiếp theo chúng ta xếp tháng 2 âm lịch, nó là tháng kỷ mão Tháng kỷ mão, nói chung ấy, thì tài chính của những người tuổi quý xỉu 1973 thì sẽ được cái lưu niên quan đới này và cái lọc tồn nó chiếu mệnh, vì thế nó đảm bảo cái khả năng là dư giả về tiền bạc, có của ăn của đẻ, à, xuất tiền làm ăn thì cũng thu về cái lợi nhuận lớn, kinh doanh buôn bán hay là đầu tư ấy, chỉ cần có quyết tâm thì cuối cùng cũng sẽ được như ý. À, tuy nhiên à, quý vị cũng nên thận trọng khi một hùn hạp vốn làm ăn với người quen, kẻo lại bị lừa gạt khiến cho tiền mất tật mang mà uy tín cũng bị giảm sút. À, quý vị cũng nên chú ý cân đối chi tiêu quán xuyến tài chính cho cả gia đình sao cho phù hợp may mắn hơn là trong tháng này lại được cái lưu niên bác sĩ nó chiếu mệnh vậy nên là gì Ở ờ, trong tháng này thì sức khỏe của quý vị cũng khá là tốt không gặp phải bất kỳ cái vấn đề gì nghiêm trọng cả họa ra cũng chỉ là những chuyện ốm vặt thường ngày và gặp thầy gặp thuốc thì cũng nhanh khỏi như vậy cái tháng này cũng là một cái tháng tốt lành may mắn đối với những người tuổi quý sửu 1973 à, nam hạng nhé tiếp theo chúng ta xem tháng 3 âm lịch nó là tháng canh thìn thì những người tuổi quý sửu trong cái tháng ba âm lịch tháng canh thìn ấy, thì được lưu niên mộc dục nó ghé thăm nên là những người tuổi quý sửu sẽ có gia đạo êm ấm các thành viên thì luôn đoàn kết và hòa thuận trên dưới là cái niềm hạnh phúc lớn lao đối với bản mệnh đôi khi ấy, cái khoảng cách thế hệ nó cũng có thể tạo ra những cái mâu thuẫn trong cái quan điểm nhưng lúc này như những lúc như vậy ấy, thì quý vị nên suy nghĩ mọi chuyện tháng ra một chút tôn trọng và lắng nghe ý kiến của con cái thay vì cứ luôn áp đặt Bên cạnh đó, tiền bạc kiếm được trong thời gian này cũng có thể bị tổn hao không ít, thậm chí là còn có nguy cơ bị lờ gạt dẫn đến là gì? trắng tay bởi cái sự tác động của hung tinh à uh, cái hung tinh Kình Dương trong tháng trong tháng này đúng không ạ? Uh, thêm nữa lại thêm cái cục diện tương phá nữa. Uh, do vậy, quý vị nên cẩn trọng trong việc đầu tư mua sắm, chớ nên tin theo mọi người mà mình không hiểu rõ nếu mà biết hài lòng với những cái gì mình đang có thì quý vị có thể tận hưởng một cuộc sống khá là đầy đủ không cần phải lo lắng về cái chuyện chi tiêu đó vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn và hóa giải những xung sát tị phi do cái kình dương lực sĩ quan phủ nó nó mang lại và để tăng cường cái lưu niên tốt thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để được quý nhân tương trợ giúp đỡ à, khi mang theo vòng tăng hợp quý nhân Tị dậu tiểu sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát những cái thị phi những cái hạn tiểu nhân hãm hại, từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Đối với những người thuộc quý sửu 1973 nam mạng. Đấy. À vòng nó được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi quý sửu 1973 nam mạng nhé. Tiếp theo chúng ta xét đến tháng 4. Tháng 4 âm lịch nó là tháng Tân Tỵ đúng không? Tháng Tân Tỵ. Thì những người tuổi quý sửu 1973 nam mạng trong tháng 4 âm lịch ấy, thì với cái việc được sao tốt chủ về công danh sự nghiệp nó chiếu mệnh đúng không? Đó là cái lưu niên trường sinh lại kèm thêm cái cục diện uh, tam hợp và cái sao thanh long nó hỗ trợ nữa. Nên là trong cái tháng 4 âm lịch ấy, thì cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi quý sửu sinh năm 1973 nam hạn có những cái cơ hội phát triển nhất định đó à, tuy nhiên cái vận khí nó còn nhiều cái biến động là do cái lưu niên thái tuế nó 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 gây ra vậy nên nó cũng sẽ vẫn có một vài cái thử thách không thể chủ quan ở cái độ tuổi này thì quý vị đã có cho mình một cái nền tảng vững chắc cả về danh tiếng lẫn địa vị à, quý vị cũng có thể là hài lòng với những cái gì mà mình đang sở hữu mưu sự trong tháng thì cũng cực kỳ dễ thành vậy nên là gì à, quý vị luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để là quý nhân tương trợ giúp đỡ giúp cho vận trình nó được, được hanh thông thuận lợi hơn tiếp theo chúng ta sẽ là tháng 5 âm lịch nó là tháng nhâm ngọ thì với những người tuổi quý sửu sinh năm 1973 năm mạng trong cái tháng 5 âm lịch tháng nhâm ngọ ấy, thì được cái lưu niên dưỡng nó nhập mệnh vậy nên nó cho thấy cái tháng này thì cái tinh thần của quý vị rất là tốt à, các bạn rất là cởi mở với mọi người tâm sự nhiều với con cháu thì đây cũng là một cái dấu hiệu tốt thêm nữa lại có cái lưu niên thiếu dương nó hỗ trợ nữa nó cũng mang lại nhiều cái tin vui cho bản mệnh đấy, được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cái vận trình, vậy nên là những người tuổi quý sửu sẽ gặp nhiều cái may mắn, à, khó khăn thì có người giúp sức, đau ốm thì gặp thầy gặp thuốc cũng nhanh khỏi, cuộc sống thì bình an trôi qua êm đềm bên những người mình thân yêu, à, tinh thần vì thế mà cũng có thêm phần phấn khởi, à, có thể đón cái chuyện hỉ sự của con cháu trong nhà, à, tuy nhiên trong tháng này thì vẫn còn cái lưu niên tiểu hao và cái cục diện là gì lục hại nó ăn ngữ, à, vậy nên là gì càng về cuối tháng thì cái vận khí nó càng có nhiều cái biến động mạnh cái hung vận nó tăng cao dễ khiến cho quý vị gặp cái họa phá tài cản trở cái con đường kiếm tiền làm ăn làm giàu tiền bạc thì dù vẫn kiếm được nhưng mà cũng gì khó có thể giữ được trong tay nếu mà không ấy thì cũng vẫn phải móc tiền túi của mình ra mà để giải quyết những cái hậu quả vì vậy quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị rộng xíu để mà trợ mệnh hộ thân Tiếp theo chúng ta xét đến cái vận trình của những người được quý sửu 1973 trong cái tháng 6 âm lịch năm 2025 năm mất Tỵ. Thì trong tháng 6 âm lịch ấy, thì chúng ta thấy những người được quý sửu ấy thì sức khỏe có dấu hiệu bị suy giảm trong thời gian này, chủ yếu là do cái tác động của cái lưu niên thai, lưu niên thai nhập cục đó. Và bên cạnh đó cái cục cục diện là tương xung ấy, xỉu mùi là tương xung ấy, nó cũng sẽ gây ra những cái áp lực trong cuộc sống. Quý vị hãy cố gắng duy trì cái nếp sống điều độ, khám chữa bệnh khi mà cần thiết và tâm sự với những người đáng tin cậy để được nhẹ nhõm hơn. Bên cạnh đó thì trong tháng này còn cái lưu niên tăng môn nó xuất hiện, đấy, à, nó cũng gây ra những cái trở ngại, những cái khó khăn, những cái trở lực cho bản mệnh. Cái tăng môn nó mang lại những cái chuyện buồn phiền, buồn lòng, tăng tóc, đấy. Vì thế mà quý vị khi tham gia giao thông, ấy, khi mà đi ra ngoài, đi ra đường ấy, cần phải hết sức cẩn thận đến mức tối đa, tránh những cái nguy cơ va chạm hay là tai nạn gây tổn thất về tiền bạc, ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. đó À, thêm nữa là trong tháng này lại có liên niên tướng quân thì nó cũng sẽ khiến cho quý vị trở nên là gì độc đoán hơn chuyên quyền hơn nói chung ấy nó cũng có mặt tốt mặt xấu à, khi cùng một quý vị quyết đoán thì làm ăn cũng sẽ dễ hơn và cũng sẽ được mọi người nể phục nhưng mà quá cứng nhắc thì cũng dễ khiến bị kẻ tiểu nhân hãm hại và đố kỵ vậy nên quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý nhé tiếp theo chúng ta xét tháng 7 âm lịch tháng 7 âm lịch nó là tháng giáp thân thì trong tháng 7 âm lịch tháng này thì à, nó cũng không được may mắn thuận lợi do gặp liên liên tuyệt đã nhập mệnh đấy và khiến cho công việc nó thường xuyên lâm vào cái bế tắc khó mà có thể phát huy được cái thế mạnh của bản thân cơ hội thăng tiến thì hầu như là không có cái việc mở rộng quy mô làm ăn cũng sẽ gặp nhiều cái chắc trở khi mà khởi sự à, may mắn thì khi về cuối tháng ấy, thì cái vận khí nó cũng tốt dần lên do là hỗ trợ của các cát tinh như là cái thiếu âm cái thiên việt và cái tấu thư đó À, nó cũng mang lại cái vượng vận quý nhân mọi sự thì cũng sẽ được cắt lợi đặc biệt là trong từ giữa tháng trở đi à, dù trong tình huống khó khăn nào ấy, thì cũng sẽ sớm tìm được cái lối thoát và phá vỡ những cái bế tắc những cái xung khắc không đáng có và trong thời gian này quý vị cũng vẫn thu được cái may mắn tài lộc cho mình nhé và để gia tăng thêm cái may mắn tiền bạc cho mình ấy, thì những người tuổi quý sửu 1973 năm mạng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu xíu để được trợ mệnh hộ thân nhé À, thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng xét đến cái tháng 8 lịch, nó là tháng Ất Dậu. À, quý vị thân mến, trong tháng 8 lịch, tháng Ất Dậu thì cái vận trình trong tháng này của quý vị không tốt. Đúng không? Sức khỏe của những người được quý xỉu thì xuất hiện nhiều cái tình trạng như là gì? À, yếu ớt do lưu niên mộ nó gây ra. Lưu niên mộ nó gây ra. À, thưa quý vị, à, nhất là những ai mà đang có cuộc sống trông tranh thì lúc này có vẻ như quý vị phải suy nghĩ quá nhiều, căng thẳng, vì công việc nên là gì à, nhiều lúc mất ăn mất ngủ ăn uống thì không ngon miệng đen đủi không chỉ dừng lại ở đó à, cái hung tinh cái hung tinh phi liêm này quan phù và phi liêm nó xuất hiện nữa à, nó khiến cho gì quý vị dễ gặp phải những chuyện thị phi chẳng phải việc của mình nhưng mà đôi khi cũng bị gì cũng bị đổ oan ảnh hưởng đến cái thanh danh đến cái danh dự à, quý vị cũng cần phải kiểm soát cái cảm xúc của mình thật tốt giữ các mối quan hệ xã giao hài hòa chỉ cần một chút bốc đồng thôi thì cũng có thể khiến cho quý vị mắc phải những cái sai lầm và mang họa vào thân đó tiếp theo chúng ta xét tháng 9 âm lịch nó tháng bính tuất thì trong tháng 9 âm lịch này những người thuộc quý sửu nam mạng được khuyên là không nên vội vàng đầu tư lớn bởi có cái lưu niên lưu niên tử nó nhầm mệnh lưu tử nhà mệnh đó à, các kế hoạch tiến triển chậm hơn so với dự kiến hoặc là bị người khác ngờ vực khiến cho tinh thần quý vị dễ bị lung lay lại thêm có cái hung tinh tử phù nữa tử phù nữa nó cũng sẽ rình rập và có thể kéo theo cái họa tiểu nhân à, có kẻ chơi xấu cạnh tranh không lành mạnh à, càng không nên quá tự tin lúc nào cũng muốn tiến về phía trước như vậy thì sẽ dễ vướng vào cái rắc rối không cần thiết lời lãi không thấy đâu mà chỉ gặp toàn cái đền bù thiệt hại à, ngoài ra thì cục diện tương hình cục diện tương hình nó cũng cái cái xỉu và tuất nó tương hình ấy nó cũng nhắc nhở quý vị có điểm báo thị phi cản trở cái cuộc sống trong thường ngày của mình quý vị không nên tin người thái quá kẻ bị lừa gạt đi lại thì cũng cần phải cẩn thận đề phòng bị té ngã hay là bị những cái tai nạn bất ngờ nó có thể đến vì vậy để mang lại cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi quý xỉu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, dậu xỉu để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tâm hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi quý sửu 1973 năm ạ. À, thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng xét về cái vận trình của những người tuổi quý sửu 1973 năm mạng trong cái tháng 10 âm lịch là tháng đinh hợi. Thì trong cái tháng 10 âm lịch thì có liên liên bệnh nhập bệnh kèm theo cái liên liên bệnh phù. Đấy. Nên là gì? Trong cái tháng này thì những người tuổi quý sửu 1973 năm mạng ấy thì bị hai cái lưu niên bệnh và bệnh phù nhập bệnh khiến cho bản mệnh không kiểm soát tốt được khía cạnh sức khỏe của mình trong cái thời gian này, cái điều này nó tác động không nhỏ đến cái khía cạnh tinh thần và cái thể chất của quý vị. À, các bạn cần phải học cách để tự mình loại bỏ những căng thẳng để giảm nhẹ đi cái gánh nặng cho cái tâm trí. À, trong tháng 10 âm lịch thì cái chất lượng giấc ngủ cũng không được tốt. Đấy, à, ngày nào thì cũng gì ngủ không đủ giấc và hoặc là ngủ không ngon. À, trong cái vòng quay cuộc sống vội vã này thì quý vị rất cần thiết phải được chia sẻ cùng với ai đó và hãy dành thời gian để nghỉ ngơi hợp lý hiệu quả nói chung ý, bên cạnh đó trong tháng 10 âm lịch thì còn có lưu niên là tuế phá như tuế phá nữa vậy nên quý vị dễ gặp những cái thất bại hoặc là tổn thất trong chuyện làm ăn kinh doanh à, vận may thì xa sút tiểu nhân thì à, tiểu nhân thì bổ vây thị phi thì nhiều vậy nên là những người tuổi à, quý sửu sinh năm 1973 cũng cần phải hết sức lưu ý, kẻo lại gặp những cái họa sát thân không như mong muốn hoặc là gặp với họa phá tài đó. À, tiếp theo chúng ta cùng xét cái tháng 11 âm lịch nó là tháng mậu tý. À, trong tháng này chúng ta cục diện là tí xỉu là cục diện nhị hợp đúng không ạ? À, trong tháng này lại gặp cái lưu niên suy, gặp lưu niên suy và cái lưu niên đại hao, suy và đại hao này này. Thì đây là hai cái hung tinh đấy nó sẽ khiến cho vận trình tài lộc của quý vị bị đi xuống, bị đau xuống. Trong khi bản mệnh đang phải loay hoay với những cái rắc rối trong công việc tìm đủ mọi cách để cải thiện cái thu nhập thì tiền bạc thường thất thoát theo một cách rất là khó hiểu đó. Tối nay bị quá nhiều cái chuyện làm cho phải phân tâm vì thế mà cái việc kiếm tiền cũng có phần là bê trễ có thể là do mất phương hướng trong cuộc sống à, cuộc sống hoặc là mất phương hướng trong công việc đó là cái lý do đến như tận bây giờ mà quý vị vẫn chưa tìm được cái con đường đi cho riêng mình nên là tài lộc đôi khi cũng có một tụ một số thời điểm trong tháng thì quý vị vẫn có được những cắt tinh à, long đức Long Đức và cái Thiên Khôi nó chiếu mệnh để kèm theo cái cục diện lục hợp nó giúp đỡ nên là cái vận trình cũng được sáng lên đôi chút vào cái phần cuối tháng tuy nhiên công việc thành hay bại à, đều là do nỗ lực cá nhân của những người tuổi quý sửu vì vậy để tăng cường cái vận quý nhân và được quý nhân tương trợ giúp đỡ tăng cường cái vận may mắn về tài lộc tiền bạc thì những người tuổi quý sửu 1973 năm mạng quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu sửu để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. Đó. À, thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng xét đến cái vận trình của những người tuổi uh, quý Sửu trong cái tháng 12 âm lịch là tháng kỳ sửu. Thì trong cái tháng cuối năm này, được cục diện đế vượng, lưu niên đế vượng nó chiếu mệnh. Cái vận trình của những người tuổi uh, tuổi, tuổi quý Sửu ấy sẽ được khởi sắc, ví như là thời kỳ đen tối đã được chấm dứt, ánh hào quang thì chiếu rọi khắp nơi. À, có nhiều cái kỳ tích nó xuất hiện trong cái tháng 12 lịch này cái tiến trình phát triển thuận lợi có được sự hỗ trợ từ nhiều mặt tuy nhiên ở trong tháng này vẫn còn cái lưu niên bạch hổ và cái và cái phục binh nó nó vẫn còn là ăn ngữ à, nên là trong thời gian này nó cũng mang đến nhiều cái điểm báo cạnh tranh tranh đấu lành mạnh hay không lành mạnh đều có chính vì thế mà làm gì thì quý vị cũng cần phải tính toán thật kỹ lường trước nó sau đấy thận trọng trong cái việc dùng người kẻo có ngày lại bị lấy oán trả ơn hay là bị đánh úp sau lưng Bên cạnh đó, cái phục binh nó cũng xuất hiện trong thời gian này nó nhắc nhở quý vị cần phải có cách quản lý tài chính chặt chẽ hoặc là đơn giản hơn chặt chẽ hơn đúng không ạ? Đề phòng bị trộm cắp. Cái phục binh nó là cái 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 cái, cái sao mà nó chỉ về cái sự mờ ám, chỉ về cái sự mai phục, chỉ về cái sự chờ đợi. Đó. Vậy nên quý vị cũng cần phải lưu ý đề phòng tiểu nhân trong tháng này. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi quý sửu 1973 Nam mạng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, tị, dậu, sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi quý sửu 1973 nam mạng nhé. À, thưa quý vị, à, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình tử vi chi tiết của những người tuổi quý sửu sinh năm 1973 nam mạng trong cái năm 2025 năm bất tỵ. Hy vọng những cái thông tin mà tử thông chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị nắm bắt được cái vận thế của mình từ đó sẽ đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn trong công việc trong cuộc sống giúp quý vị có một năm bình yên may mắn tài lộc dồi dào rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký Kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, Xin cảm ơn